Nốt ruồi ở vùng kín như là ngực và âm đạo nói lên điều gì? Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của một người. Mỗi nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người, đặc biệt là đối với những người ở vùng kín của đàn ông hay là phụ nữ đều sẽ bí mật rất nhiều điều về bản mệnh, số phận cũng như chuyện hôn nhân, tình cảm hay đường con cái của họ. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào vị trí màu sắc, độ thẳng bóng và kích thước mà chúng phát biểu thị sự phú quý, phúc phần sang hèn của họ không giống nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ với các bạn những bí ẩn đằng sau những nốt ruồi xuất hiện ở vùng kín của mình. Quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, nốt ruồi mọc bên phải quầng vú, kể cả chìm hay là nổi. Theo quan niệm của các nhà nhân tướng, nốt ruồi mọc ở bên phải quầng vú là điều không tốt, mệnh chủ sẽ là hạng người chỉ thường có bạn bè rượu thịt, nói ra là chỉ gặp toàn bạn ăn hoặc là bạn tiền bạc lợi dụng. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc bên vú trái lại là người biết lo lắng, có tính cần cù, mẫn cán, thích hoạt động đi đây đi đó, là người không vung tay quá chán, ăn bữa sớm đã biết lo bữa tối. Đàn bà có nốt ruồi này thì chồng con được nhờ, là nội trợ hiền thục. Thứ hai, phụ nữ mà có nốt ruồi quanh rốn. Số của người có được hưởng nhiều phúc đức ngay từ lúc nhỏ đã có sự chăm lo của cha mẹ và người thân rất tốt. Khi lớn lên, hôn nhân cũng như là tiền tài rất tốt đẹp. Khi có nốt ruồi này sẽ là người sống thọ, sự nghiệp thăng hoa, có thể phát triển thuận lợi trên con đường quan vận. Từ trung niên, cuộc sống sẽ ổn định, gia sản dồi dào, con cháu thì đông đúc ngoan hiền, hiếu thảo. Người này cả đời không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, sống vương giả, thích gì cũng có. Đặc biệt hơn, trong công việc, họ là người có chức quyền cao, ai cũng phải nghe theo. Thứ ba, nốt ruồi mọc ở giữa hai vú, son hoặc đen. Chủ nhân là người nhiều hạnh phúc, được gia đình bạn bè yêu quý và nâng đỡ, về già hưởng giàu sang phú quý, sống thọ, con cháu đầy đàn, sống quây quần. Tại vị trí chính giữa hai khe ngực là nốt ruồi hiếm gặp. Người có nốt ruồi này có hơi hướng ích kỷ, thường vun vén lợi ích cho bản thân mình trước, ít khi nghĩ tới lợi ích chung của tập thể. Nốt ruồi trên bầu ngực là nốt ruồi đại cát đại lợi của phụ nữ. Những người có nốt ruồi này thường thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, có quý nhân phù trợ và mang lại may mắn cho người khác. Nốt ruồi mọc ở nhũ hoa thể hiện bạn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Có một người chồng biết yêu thương, lắng nghe và chia sẻ. Thứ tư, nốt ruồi mọc ở dưới vú, đen hoặc son, đều là người có sức quyến rũ, làm điêu đứng cánh đàn ông và cũng là tướng người có nhiều tiền của. Phụ nữ có nốt ruồi ở dưới vú thường có chí tiến thủ, cầu tài hơn người. Ở tuổi trung niên, đường tình rộng mở, có tính tự lập cao. Phụ nữ có nốt ruồi đỏ mọc trong nhũ hoa là sanh con quý tử, thông minh, tuấn tài. Nhưng có nốt ruồi đen trên đầu nhũ hoa và núm vú hay là trong quầng vú là khó nuôi con. Nếu có con trai cũng là nghịch tử, ngang bướng, dễ sa vào các tệ nạn xã hội, cuộc sống thường va phải tù tội. Thứ sáu, nốt ruồi ở đùi trên trước bẹn. Kể cả hai bên bẹn, bất kể nốt ruồi sống hay chết, chỉ cần có nốt ruồi từ bẹn trở xuống gần tới đầu gối phía trước, bất kể nổi cao hay là bằng phẳng đều là tướng tốt. Số được của cải, mỗi ngày nhiều thêm tiền của, có số giàu sang. Người này nếu không biết giữ của cải thì về già thường cô quả, nghèo khổ, sống đơn độc trong viện dưỡng lão. Tiếp theo, nốt ruồi mọc ở chỗ kín của đàn bà hay âm hộ, cửa mình. Trong phạm vi nơi này, bất kể trong hay ngoài, chìm hay nổi, sắc đen hay đỏ đều có tính quật cường, ương ngạnh, chẳng chịu phục tùng ai, nhưng là người có tài nội trợ và có danh lợi, chức quyền. Người nào có tướng nốt ruồi này thì rất thịnh, dù là nam hay nữ đều sống thọ, sự nghiệp thăng hoa từ trung niên, cuộc sống ổn định, gia sản dồi dào, con cháu đông đúc ngoan hiền, hiếu thảo. Người này cả đời không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, sống vương giả, thích gì cũng có.
đặc biệt hơn trong công việc họ là người có chức quyền cao, ai cũng phải nể nghe theo răm rắp. Người này ra ngoài thường có tiếng nói hơn người, được nhiều người bề thế nâng đỡ, là người có tiền đồ rộng mở, trong công việc là người dễ thăng quan tiến chức. Thứ 8, nốt ruồi mọc ở kẽ hở của đôi nhũ hoa màu đỏ. Tình duyên nồng thắm, vợ chồng rất mực thương nhau, được chồng yêu chiều cung phụng. Tuy nhiên nếu là nốt ruồi đen là chuyên chuyên buồn khổ, có khi tình cảm hoặc hôn nhân dễ dang dở. Phân biệt vết bớt với nốt ruồi ở vùng kín, có như các dấu bớt là những vết lớn từ đồng xu các bạc trở lên mà là màu đỏ, hồng, chu sa thì bất kỳ ở chỗ nào trong thân thể cũng tốt, đen u ám là xấu. Phụ nữ ở các chỗ kín trong thân như là ngực, nhũ hoa mà có bớt son là nhất định lại rất xấu. Chỗ bớt cộm lên màu đen mà lại mọc lông dài cứng như lông heo là dâm đãng, cọc cằn, nóng nảy, làm việc ít suy nghĩ, không thủy chung. Có nên xóa nốt ruồi ở vùng kín? Dựa vào những thông tin bên trên, bạn có thể biết được những nốt ruồi tốt hay xấu khi ở vị trí nào tại vùng kín. Nếu nốt ruồi cảnh báo điểm xấu thì bạn có thể cân nhắc đến việc xóa đi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là quan niệm tướng số, bạn không nên quá tin tưởng mà ảnh hưởng đến tâm lý bản thân và cũng không nên lấy đó để đánh giá tính cách của người khác. Nếu không may mắn, vị trí nốt ruồi ở vùng kín của bạn không tốt thì cũng đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ được hóa giải bằng những việc tốt, tích đức mà bạn phải làm trong cuộc sống. Phần tiếp theo của chương trình lần này, chúng tôi sẽ tổng hợp ra 5 con giáp cần chú ý nhất trong năm khi mà có nốt ruồi tại vị trí này. Tuổi Dậu. Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Khi kết hợp với những nốt ruồi xấu tại vị trí này sẽ mang đến những điều không may mắn cho mệnh chủ. Đây cũng có thể gọi là một loại phạm thái tuế mà lại có hai sao là Huyền Thiệt và Phi Ma cấu xảo nhập mệnh, cũng có nghĩa là vận thế năm này ảm đạm, có nhiều biến động, phá hao, khẩu thiệt thị phi, gặp phải nhiều chuyện phiền phức là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng có điều may mắn là con giáp Dậu năm nay tiết sinh nên có thể nói có chút cải thiện với vận hạn của năm. Hơn nữa, thái tuế là thực thần tinh, thực thần có ý nghĩa là thực lộc, phúc khí. Ngoài ra, tuổi Dậu năm nay gặp một số các tinh trợ thân, cho nên năm này cũng có thể coi là một năm có không ít chuyện vui xảy ra với tuổi Dậu. Do vậy, về tổng thể mà nói, mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay có vận thế chia đôi theo cách cát hung chia đều mỗi nửa. Do cách cục phá thái tuế cực xấu nên những mệnh chủ tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung thần, giúp cho vận hạn của mình được hóa giải. Về mặt sự nghiệp, được sao Phúc Đức, Phúc Tinh, Thiên Đức, Cửu Tử cùng Đức Tú Quý Nhân là những các tinh cùng chiếu nên mệnh chủ tuổi Dậu gặp nhiều quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng được may mắn, hóa dữ thành lành, hóa hung thành cát. Công chức đi làm thì được lãnh đạo chú ý tới và đánh giá là người có năng lực làm việc, có được sự ghi nhận đề bạt, thăng tiến, nhận được nhiều cơ hội gánh vác những công việc quan trọng hơn. Năm 2020, vận thế sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dậu cũng có phần khởi sắc, tài vận cũng vì thế mà tăng lên, vận thế thiên tài đặc biệt hiện rõ. Dưới sự trợ giúp to lớn của Nguyệt Đức, Đức Quý Nhân, Tú Quý Nhân có thể tích cực xem xét thay đổi ngành nghề, dùng tâm mình để kinh doanh, cùng vạch lên kế hoạch cẩn thận. Hơn nữa, khiêm tốn, xin chỉ dạy từ quý nhân có thể có làm có được. Người kinh doanh buôn bán thì trong năm nay cũng là một năm có nhiều thuận lợi như ý, những khó khăn đến không quá lớn. Đối với những ảnh hưởng mà phá thái tuế và quyển thiệt mang lại thì cần phải chú ý giữ gìn một số mối quan hệ hợp tác làm ăn, tránh hết sức lời ăn tiếng nói quá đà để tránh sự tranh chấp về lời nói sẽ phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp. Về phương diện tài vận, mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay có sao Cửu Tử và Phúc Đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài. Không ít có những cơ hội kiếm tiền mang lại, nhưng là một năm có trực thái tuế nên cũng dễ xảy ra chuyện phá tài hoặc bị lừa gạt mất tiền của. Cho nên, mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay muốn cất giữ tiền tài e cũng khó. Về mặt sức khỏe, mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay vì phá thái tuế là vì thái tuế tiết thân nên về sức khỏe sẽ gặp một chút vấn đề, dễ có vấn đề về đau đớn mà phải mổ xẻ. Ngoài ra, có sao Phi Ma nhập mệnh nên dễ có chuyện xảy ra với người trong nhà, nên không thể lơ là.
sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh để tăng cường sức khỏe, gặp nhiều may mắn, tài lộc và hóa giải mọi tai ách của năm. Tuổi Mão. Mão Tý tương hình khiến cho vận trình của những gia chủ tuổi Mão năm nay không được an lành, nhất là trong việc cầu tài lộc công danh. Kết hợp với những nốt ruồi tại vị trí này sẽ khiến mệnh chủ gặp phải nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống. Trong hung có cát, năm nay đối với những gia chủ tuổi Mão, con đường nhân duyên sẽ có thuận lợi hơn rất nhiều. Đối với những bạn đang độc thân sẽ có thể tìm được một nửa đời mình. Những bạn có dự định kết hôn thì hôn nhân dễ thành. Còn giáp Mão năm nay cùng với thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao ngũ hoàng đại sát. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp của những mệnh chủ tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Về mặt sự nghiệp, lưu niên thiên can là chính quan. Những mệnh chủ tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ nên khi gặp phải những khó khăn trắc trở, mệnh chủ không nên nản lòng, thoải chí mà cố gắng hết sức mình. Ngoài ra thì vì có các thần thái âm chiếu mệnh nên trong năm nay, mệnh chủ cũng sẽ có những cơ hội để phát triển đường công danh sự nghiệp của mình. Nhưng mệnh chủ cần chú ý về hình thái tuế nên thị phi sẽ bủa vây xung quanh nhiều hơn so với những năm trước. Nhưng hình thái tuế lại gặp quan sát và câu rào là những rào bất lợi. Những mệnh chủ tuổi Mão chú ý tránh những việc liên quan đến kiện tụng và những tai nạn ngoài ý muốn. Đường tài vận năm nay tài tinh không xuất hiện, lưu năm địa chi là thiên ấn, khó khăn trong việc cầu tài. Về mặt sức khỏe, hình thái tuế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những mệnh chủ tuổi Mão và gây ra nhiều bệnh tật. Đồng thời, đây cũng là một năm giúp cho họ có nhiều sáng kiến mới nhưng khó đạt được do các yếu tố chủ quan và khách quan. Khuyên bạn nên sử dụng kim bài thái tuế mang bên mình để nghênh đón thái tuế trong năm mới, hóa giải hạn thái tuế năm 2020, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho mình. Đương nhiên, nhiều biến động cũng không hoàn toàn có nghĩa là năm nay chỉ gặp hung không có cát. Các tinh thái âm và hồng loan nhập mệnh có thể giúp cho đường tình duyên của những mệnh chủ tuổi Mão có chút khởi sắc. Những người độc thân tuổi Mão năm nay thuận lợi trong việc lập gia đình. Nhân gian từ xưa có câu, nhất hỷ chặn tam tai. Vì vậy, những mệnh chủ tuổi Mão năm nay lập gia đình xung hỷ sẽ giảm bớt được ảnh hưởng của hình thái tuế, tăng cường vận khí của mình. Những người đã lập gia đình cần chú ý tránh đào hoa giáp, những tình cảm ngoài luồng để giữ vững hạnh phúc cho gia đình mình. Để tốt nhất trong năm nay, đối với nam mệnh chủ cần phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh, nữ mệnh chủ sử dụng vật phẩm quý nhân nạp tài. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Tuổi Tý. Vào năm 2020, tuổi Tý rơi vào năm bản mệnh khi kết hợp với các nốt ruồi mọc tại vị trí này sẽ dẫn tới tài vận tuổi Tý năm nay không có quá nhiều thu hoạch, chi tiêu. Chi nhiều thu ít nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Kèm với đó gặp phải thần sát tỷ kiên chủ bị tranh chấp, bị tiểu nhân quấy phá, mang lại điều không may mắn. Nên nếu mệnh chủ có ý định kinh doanh cần vô cùng cẩn trọng, tốt nhất không nên mở rộng làm ăn trong năm nay. Nếu nhất thiết cần mở rộng, cần phải hết sức chú ý về phần điều khoản hợp đồng và các loại giấy tờ có liên quan. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới, cần phải hết sức cẩn thận nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của. Cần tìm hiểu kỹ các lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược hợp lý phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình đã hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Do vậy, năm nay, đối với mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh để mang lại bình an, may mắn cũng như sức khỏe cho mình. Tuổi Ngọ. Lục xung tuế phá, nhiều lo lắng ưu buồn, ít niềm vui, lấy may mắn đẩy lùi vận hạn. Khi gặp phải nốt ruồi tại vị trí này, sẽ cần phải đặc biệt chú ý về đường tài lộc của mình. Năm Canh Tý 2020, Ngọ dương hỏa và Tý âm thủy chính xung dẫn tới mệnh chủ tuổi Ngọ bị thái tuế phá, tức là nặng nhất trong phạm thái tuế, lại còn có những hung tinh lan can, đại hao, bệnh phù, thiên khốc, tai sát, chiếu mệnh.
Điều này nói lên tuổi Ngọ năm nay nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế, Tý, Dương Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích, tránh những rắc rối thị phi. Sao tài sát sẽ cản trở công việc phát triển, dễ mất tiền bạc của cải, cũng không có lợi cho sức khỏe. Phương diện tình cảm sẽ có nhiều biến động, thành công hay thất bại tùy vào sự nắm bắt cơ hội của người tuổi Ngọ. Tuy vậy lại có các tinh nguyệt không nhập mệnh, có thể hóa hung thành cát. Bình thường nên làm nhiều việc tốt, từ thiện dĩ hòa vi quý, vô hình chung sẽ gia tăng vận khí. Mọi người thường nói Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ tất hữu họa. Vì vậy, tuổi Ngọ năm nay cố gắng lấy may mắn để xóa bỏ vận hạn. Như vậy có thể giảm bớt sự ảnh hưởng của hạn xung Thái Tuế để cho vận trình năm 2020 được thuận lợi may mắn. Ngoài ra thì mệnh chủ cần phải sử dụng kim bài Thái Tuế năm 2020 luôn mang bên mình để nghênh đón Thái Tuế. Và đối với mệnh chủ tuổi Ngọ năm nay sẽ cần phải sử dụng vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo để hóa giải, mang lại tài lộc cũng như hỗ trợ về đường công danh sự nghiệp cho mình. Tuổi Mùi hại Thái Tuế, mọi việc không thuận lợi, tất cả mọi thứ nên thận trọng. Khi kết hợp với nốt ruồi tại vị trí này, cần đặc biệt chú ý về các mối quan hệ. Năm nay, mệnh chủ sẽ có thể bị thị phi bủa vây. Vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, mệnh chủ tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý có quan hệ tương hại bên trong, còn được gọi là hại Thái Tuế. Tam mệnh thông hội có nói, Thái Tuế rơi xuống có tai họa, hình trùng phá hại quỷ đưa đẩy, lưu niên nếu còn gặp kỵ thần, đầu rơi máu chảy, khó tránh thoát. Hơn nữa, năm nay còn gặp sát diệu như bạo bại, thiên ách, nguyên thần, vận trình của mệnh chủ tuổi Mùi năm nay dễ phải gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng ở mức độ không giống nhau. Đặc biệt là ở việc thăng tiến lên vị trí cao hơn, cạnh tranh cương vị hoặc phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mùi là thời kỳ then chốt, lưu niên có thương quan lộ ra, nhất định phải chú ý tránh việc để lộ tài năng hoặc thích đào to búa lớn để tránh thất bại trong gang tấc, bị người khác đố kỵ ghen ghét. Đương nhiên, mệnh chủ tuổi Mùi không cần phải quá lo lắng đến nỗi bất an bởi vì năm nay gặp Long Đức, Tử Vi, Địa Giải, Thiên Ất Quý Nhân. Đây là các cát tinh giúp hóa giải vận hạn. Vì vậy, bình thường thì luôn giữ được những suy nghĩ lương thiện, cùng một lòng biết ơn, dĩ hòa vi quý, cư xử chân thành, có các mối quan hệ làm ăn tốt mới có thể ở những lúc đi xuống hoặc thời điểm quan trọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, cấp trên, đồng nghiệp, cộng sự hay là khách hàng. Hàm chi đóng mệnh, vậy nên vận trình tình duyên của mệnh chủ tuổi Mùi cũng sẽ có những biến động lớn, cần phải chú ý rất nhiều. Tóm lại, năm 2020, mệnh chủ tuổi Mùi hại Thái Tuế, kiến nghị mọi việc nên giữ gìn, đừng bay cao bay xa, có thể điều chỉnh mong muốn, miệt mài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trí tuệ, đợi đến khi thiên thời địa lợi thì có thể phấn khởi tiến lên, phát triển cơ đồ, để cho vận trình năm 2020 được thuận lợi may mắn. Ngoài ra thì mệnh chủ cần sử dụng kim bài Thái Tuế năm 2020 luôn mang bên mình để nghênh đón Thái Tuế năm nay. Và đối với nam mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh. Nữ mệnh chủ sẽ sử dụng vật phẩm Quý Nhân Nạp Tài. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Qua những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ về nốt ruồi ở vùng kín nữ giới và nam giới có lợi hay là có hại, có nên xóa nốt ruồi ở vùng kín ở trên? Bạn đã tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình hay chưa? Bài viết của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đừng nên quá lo lắng về những nốt ruồi ở vùng kín của mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.